Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tóc Sơn Solar. Thì trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người bộ điện năng lượng mặt trời độc lập mà mình mới nâng cấp trong thời gian gần đây. Đây, và hãy cùng bắt đầu video nào. Thì trước mặt mọi người là tấm pin năng lượng mặt trời mono 445W của hãng LV Tóc Sơn. Đây là tấm pin sử dụng công nghệ half cell, tức là cell pin một nửa cell pin nhé. Đấy. Và công nghệ 9+3, 9 đường hàng. Đó thì công nghệ half cell nó có tác dụng gì thì thực chất một cell pin năng lượng mặt trời á thì được full đầy đủ gọi là full cell. Đấy, còn lại half cell là cắt một nửa. Thì cắt một nửa này có tác dụng làm cho điện áp làm cho dòng của tấm pin nó giảm ra, rồi điện áp thì vẫn như vậy. Như mọi người thấy ở trước sẽ có hai khu vực này, khu vực đằng trên này đó và khu vực đằng dưới này đó, thì này giống như là hai tấm nhỏ nó ghép lại thôi. Thì làm cắt đôi ra rồi ghép lại như này thì nó sẽ giúp làm giảm hiện tượng bóng tre và giảm hiện tượng bị điểm nóng hotspot đó. Đó thì mình thấy ngoài chức năng đó ra thì nó cũng không có gì đặc biệt, không có hiệu suất cũng không tăng lên so với full cell đó. Còn 9+3 thì có 9 đường hàng ở trên mỗi cell pin nhá. Thế mọi người đếm ở trên mỗi cell pin mặt trời chỉ có 9 đường hàng này. Thì đường hàng càng dày đặc thì tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất nó càng cao. Và nếu hiệu suất càng cao thì số watt trên diện tích nó càng giảm thì tấm pin nó càng gọn và nhỏ hơn. Thường thì tấm pin năng lượng mặt trời mono nó sẽ nhỏ hơn tấm poly rất là nhiều. Đấy. Tấm poly tầm 350 thôi là to ngang tấm mono 445W rồi. Còn đây tấm mono 445W này nó kích thước rất là nhỏ, nhỏ ý là nó tiết kiệm diện tích hơn tấm poly rất là nhiều. Đó. Thì bữa trước là mình dùng tầm một tấm mono 170W của hãng LV Tóc Sơn. Tấm đó là tấm thế hệ cũ. Đấy, bây giờ mình tháo tấm đó ra, mình thanh lý rồi. Mình bây giờ dùng cái mình lắp lên cái tấm 445W mono này. Đấy, thì thực ra thì tấm này nó hơi quá công suất, không phải quá công suất mà nó hơi dư công suất so với nhu cầu sử dụng điện của gia đình mình. Nhưng mà mình nói chung là đang dư tấm này mình lắp luôn. Đó. Đây, để mình quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây là cận cảnh tấm pin năng lượng mặt trời mono 445W của hãng LV Tóc Sơn. Đấy. Như mọi người thấy là cell pin nó được cắt đôi này. Đó. Thì nó sẽ nối tiếp nhau đi dưới kia xuống này, đó. Đi qua đây này. Đấy, đi xuống này. Đó. Đây, đây. Nó nối với nhau lại như vậy. Đó, rồi ở đầu cuối nó sẽ cho ra hai giác EC4 ở dưới đặt ở phía hai bên này, một bên ở phía bên phải này, một bên ở giữa bên trái này. Đó. Mình lật lên cho mọi người xem nhé. Đây là thông số tấm pin. Đó mọi người thấy không? Mình đang chống đỡ tấm pin một tay, mỏi tay quá. Đấy. Thì 445W này, điện áp ở mạch là 49,1V. Rồi điện áp ở công suất cực đại là 41,3V. Rồi dòng ngắn mạch là 11,53A. Và dòng ở công suất cực đại là 10,78A. Đấy, tấm pin là A này. Trọng lượng của tấm pin là tận 23,5kg. Mình vá lên máy rất là mệt luôn ạ. Đó. Thì ở đầu giác EC4 nó sẽ làm hai bên, một bên trái này, đấy, giác này. Ở giữa có một diode bypass, đấy. Đấy, ở đâu? Giữa một cái diode này. Bên này một đợt cái diode này, đó. Ở
bên phải một cái đi vô. Đấy. Thì thay vì tấm lớn á, thì thường hộp tấm nhỏ thì thường là hộp điện ở phía trên ở giữa. Nhưng mà tấm lớn á, nó sẽ làm hộp điện ở giữa giữa tấm pin như này luôn, hai bên nữa. Đấy, dây điện của mình là cũng là dây của hãng lưới Topson luôn. Dây 4 mm. Đó. Đây. Mình đã xuống. Ui, khá là nặng luôn. Đó, thì là mình làm dây đi thẳng như dưới đó. Rồi đây. Để mình đi xuống dưới nhà quay các thiết bị điện khác cho buổi xem nhé. Thì mình xuống nhà ở đây. Đây là bộ điện năng lượng mặt trời của mình. Mình để ở nhà. Thì đây là hai đường tấm pin mặt trời đi xuống này. Đó, đi qua cầu dao. Đấy, rồi đi vào sạc. Đây. Đây là sạc MPPT 40A của hãng LV Topson. Đây là sạc áp cao nha mọi người, chứ không phải sạc áp thấp đâu. Sạc này sạc xịn. 40A này giá của nó là 2,7 triệu. Đấy, bên mình cũng đang bán. Đó. Giờ là trời hết nắng rồi. Đấy. Đấy, trời. Giờ đấy nét bầu trời. Đấy, trời nhiều mây hết nắng này. Đó, hết nắng này. Cho nên điện áp được có điện áp thu được có tầm 19W. Đó. Đấy, giờ là tầm 2:57. Đấy. 19W sạc vào ắc quy là 1,5A. Sạc này thì có cái module wifi này. Đấy, tên là Globox M2. Đấy, đang hoạt động bình thường này. Còn bình ắc quy mình sử dụng là bình ắc quy LV Topson 12V 200Ah. Đó. Thực tế thì cái bình này nó đi với cái tấm pin 445W kia thì nó không được phù hợp lắm, tại vì tấm pin 445W đó mà sạc cho hệ 12V nó sẽ cho ra dòng sạc lên tới 37A, mà bình này là bình 200Ah thì dòng sạc tốt nhất là 20A thôi, 20A thôi. Đó. Cho nên mình giới hạn cái dòng sạc của cái sạc kia là xuống còn có 20A thôi, tức là dùng được có một nửa công suất của tấm pin ở mặt trời thôi. Đó. Thì mình chấp nhận thôi, chứ mai mốt có điều kiện thì mình lắp thêm ắc quy, chứ mình không có thể để dòng sạc cao vào ắc quy được, tại vì dòng sạc cao và ắc quy nó sẽ nhanh bị hư. Đó. Cho nên mọi người chú ý nhé. Thì dòng sạc của ắc quy thường ắc quy axit chì á, đây là bình ắc quy gel, nhưng mà bên trong nó vẫn dựa trên cơ sở của loại ắc quy là axit chì, cho nên dòng sạc khuyên dùng là bằng 1/10 dung lượng bình. Như bình này là bình 200Ah thì dòng sạc nên là 20A thôi, 20A trên 1 giờ thôi. Đó. Còn lại nếu bình 100Ah thì dòng sạc là 10A thôi, 10A giờ thôi. Đó. Bình này thì mình dùng rất là thích, tại vì dung lượng chứa của nó, dung lượng thực của nó chứa rất là cao và dòng sạc của nó rất là tốt. Đó, sạc từ từ rất là nói chung là có một đợt mà kiểu mình tháo tấm pin ra, mình lười lắp lại tấm pin nhá, thì điện áp của nó vẫn giữ ở mức 12,5V trong mấy ngày luôn, mặc dù mình bật tải là đèn led đấy. Giữ được khá là lâu luôn, mà dù mình thấy điện của nó cũng khá là thấp rồi. Đấy. Đây, chỗ này mình bấm đồ cốt đàng hoàng này. Đấy, nút cốt tròn này. Đây là cảm biến nhiệt độ của sạc. Thì sạc MPPT 40A có cái cảm biến nhiệt độ thì mình nên lắp ắc quy á. Tại vì cái nhiệm vụ của cái cảm biến này là đo nhiệt độ ắc quy. Nếu nhiệt độ ắc quy cao quá thì sạc nó sẽ hãm công suất lại, không cho sạc mạnh quá để bảo vệ ắc quy. Đấy. Thế mình để cảm biến ở đây để khi nào sạc mà phát hiện đấy nhiệt độ ắc quy nóng á thì nó sẽ hãm lại. Đấy, mọi người chú ý điều đó nhé. Còn đây là sạc của mình. Đấy,
Sạc đây, sạc MIT áp cao cho mọi người. Camera đến nét chán quá. Đó, thì sạc này có 4 chế độ, nhầm 3 chế độ sạc này. Cái ở trên cùng là standby này, đang sạc chế độ CC này. Còn ngoài ra có chế độ CV và CF. Thì CC là sạc ổn định dòng. Đó, còn sạc CV là ổn định điện áp, còn sạc CF là sạc thả nổi. Đó, thì sạc CV thì nó sẽ sạc khi mà pin ắc quy ở dung lượng dưới 80%, tức là sạc nhanh á. Đấy, giống như sạc nhanh của điện thoại á. Thì nếu dung lượng của ắc quy trên 80% thì nó sẽ chuyển sang chế độ sạc CF, sạc ổn định điện áp. Cái điện thoại mình cái sạc này nó gương á, cho nên nó lấy nét, nó không biết lấy nét cái hình của mình đằng sau hay là cái hình của cái sạc đằng trước. Đấy, xin mọi người thông cảm nhé. Đó thì CV nó sẽ sạc sẽ chuyển qua chế độ CV khi mà bình ắc quy dung lượng đạt trên 80%. Đó thì nó sẽ giữ điện áp ở mức ổn định để bình được no đầy và dòng sạc ở mức vừa phải, tránh hiện tượng nóng bình. Đó, còn lại CF là khi bình được 99% rồi thì sạc sẽ chuyển sang chế độ sạc thả nổi. Đó, sạc thả nổi này thì nó giống như kiểu mà sạc ở mức điện áp thấp, mức điện áp mà mức dòng sạc thấp á, để bình nó được no thật, no lâu. Đây. Đấy, màn hình cảm ứng nhé, nút cảm ứng nhé. Đấy, điện áp tấm pin 34,34V này. Đó, dòng vào là 0,4A này. Đấy, 16W này. Đó, đã sản xuất ra được 41,9kWh điện này. Đó, ắc quy này, 28 độ C này. Đấy, cảm biến ắc quy này, gel này. Đó, số lượng ắc quy là 1 này. Đấy, 13V này, điện áp ắc quy 13V. Dòng sạc vào 13A giờ. Công suất sạc vào là 16W. Đó, tải thì mình không có bật cho nên không có. Tải thì mình đặt chế độ là tự động bật sáng cả đêm khi mà trời tối, phát điện trời tối, hoặc là và tắt tải đi khi trời sáng. Đó. Thì qua thời gian mình dùng sạc này thì dùng rất là sướng, tại vì sạc nó thứ nhất là thiết kế đẹp này, nó nhìn đẹp ngôi nhà. Thứ hai là thiết kế nhôm nguyên khối này, không có quạt tản nhiệt. Thì do là không có quạt tản nhiệt thì thứ nhất rất là lợi, tại vì nó sẽ không bị ồn. Đó, trời ơi, đang ngủ trưa mà nó kêu u u, tại vì buổi trưa là nó sạc hoạt động mạnh nhất à. Mà kêu u u đó rất là khó chịu luôn. Thứ hai là thiết kế nhôm nguyên khối này thì vừa chống nước chống bụi, bền cho sạc hơn. Đó. Đây, bên này đấy. Cảnh báo này. Đó, không được động vào sẽ nóng. Thì buổi trưa mình sạc ở mức giới hạn, cái sạc này mình giới hạn công suất sạc là có 20A thôi. Thì buổi trưa mình chạm vào thì thấy nó hơi ấm ấm. Đó. Đây có thông số sạc này. Thông số cơ bản này, MPPT này, đấy điện áp hở mạch đầu vào tối đa là 100V này, sạc được hệ bình 12 hoặc 24V này. Nó sạc được cho pin lithium thì điện áp từ 8V đến 30V này. Đó. Dòng sạc tối đa là 40A này. Đấy. Rồi dòng tải tối đa là 30A này. Đấy, nhiệt độ hoạt động là từ -20 đến 50 độ C. Đó. Thì mình mới giới thiệu với mọi người bộ điện năng lượng mặt trời độc lập của mình đang dùng. Đó, thì gồm có tấm pin năng lượng mặt trời 445W mono và sạc MPPT 40A sạc áp cao. Đấy, đi kèm là một pin ắc quy 12V 200Ah. Đấy, dự tính trong thời gian tới thì mình sẽ lắp thêm một cái bình ắc quy nữa. Đấy, và có khả năng mình sẽ lắp thêm một con hòa lưới bám tải để giảm hóa đơn điện cho gia đình. Thôi, thì mình giới thiệu bộ điện năng lượng trời độc lập của gia đình mình đến đây thôi. Xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh của mình. Thôi, xin chào mọi người.